Đây là mẹ chít dịch. Đó, như này nó vẫn ăn được không? Không, không ăn được. Cứ chí dịch nó không có được không? À. Nó bọng gần đây là đi đấy. Đúng rồi, bọng. Nhưng mà cái con này khôn lắm, mấy con này không bây giờ nó đậu ở dưới đâu. Đẻ chưa? Thì sao màu đẻ chưa? Chưa, mới ghép mà. Hay nhỉ. Từ đây. Nó cởi toàn nó ra. Nó đôi khi đâu. À. Ghép. Ghép hai cái dưới này nói cho màu ra chuồng nó rộng này, nó bay nó bật vào lưới là nó lại ra này. Bên kia là cú gáy à? Gáy đang ấp. Đi thoải mái mà, xích đi, không tới đâu mà. Nó trở sang. Sóng cái sông kia là nó quen rồi. Chứ mình làm đẹp nhiều, cứ mỗi lần làm để nuôi cây vào đấy, thành đấy dần. Mình được xếp rồi, mình đâu gắn xi. Cái chỗ mà lôi ra nó không lách lôi ra được, mình nhiều những đẹp lắm. Loại này được nhúng trắng, mình mới về nhúng trắng bát như mình vôi hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.